Nếu không có bộ công cụ của NiceLine, việc lựa chọn cơ chữ phù hợp tốn rất nhiều thời gian do độ tăng giảm quá lớn. Công cụ giãn chữ cũng rất hạn chế. Bạn sẽ chỉ có một vài lựa chọn giãn chữ cơ bản và bạn sẽ không thể xem trước được sự thay đổi khi tăng giảm giãn chữ. Nhưng nếu bạn sở hữu bộ công cụ của NiceLine, với công cụ NiceText, bạn có thể dễ dàng thay đổi cơ chữ một cách chi tiết thông qua giao diện thanh trượt vô cùng linh hoạt và thấy rõ được sự thay đổi thực tế ở trên chữ. Và giãn chữ cũng tương ứng như vậy, một trải nghiệm mà bạn sẽ không thể nào có được trên PowerPoint bình thường, mà chỉ có tại Photoshop và bộ công cụ của NiceLine. Với công cụ NiceText, việc xử lý và trình bày typography sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn sẽ không còn phải tốn thời gian tăng giảm từng chút một để có cơ chữ, giãn chữ phù hợp như trước. Công đoạn sáng tạo typography từ nay sẽ trở nên thoải mái và đơn giản hơn bao giờ hết. Thậm chí, bạn còn có thể thay đổi cả giãn dòng. Một sự tuyệt vời đột phá chỉ có tại bộ công cụ của NiceLine. Hẹn gặp bạn tại khoa học NiceLine để sở hữu bộ công cụ số 1 dành cho PowerPoint.